Chào các bạn, tên tôi là Cung Nguyễn. Đây là bài số 4 của WebGL và 3GS cho hoạt hình bằng 3D. Trong bài số 3 đó, thì mình có làm hoạt hình 3D cho một vật thôi. Đây là một cái hộp, một clip thôi. Còn trong bài này đó, thì mình sẽ làm rất là nhiều đối tượng. Một đối tượng hay là một hình này đó thì nó di chuyển theo cách riêng tư của nó. Đây là script 4.1. Script này đó thì chỉ ôn lại bài trước thôi. Script này đó thì sẽ làm hoạt hình cho một cái hộp. Mỗi hộp có 6 cạnh, mỗi cạnh có hình. Nếu bạn không hiểu đó thì đề nghị bạn trở lại bài số 3 nhé. Ở trong đây đó thì bạn có cái scene là khung cảnh để vẽ. Thứ hai là bạn làm geometry, bạn vẽ hình gì. Đây là cái clip, là cái hộp. Và điều kế tiếp là bạn làm cái vỏ hay là cái gì để dán trong cái clip đó. Đây là mấy tấm hình. Xong đó thì bạn sẽ tạo ra cái đối tượng kêu là clip. Cộng hai cái này vô với nhau. Ở đây là bạn cho vị trí lúc ban đầu. Rồi bạn cộng nhớ vô khung cảnh scene này. Đây là bạn vẽ ở đâu. Đây là tôi vẽ WebGL. Bạn có thể vẽ chỗ khác như là canvas. Đây là cái camera. Bạn coi làm sao. Và tôi để vị trí chụp hình ở đâu. Đây là vòng lặp để bạn làm hoàn hình. Đây là script 4.2. Bài script này đó thì nó cũng giống như bài trước thôi. Nhưng mà tôi để làm một cái hàm function clip này vô. Lý do tôi làm là để tôi xài cái clip đi xài lại. Ở trên đây đó thì tôi kêu cái hàm clip vô và tôi để những số vô. Đây là cái hàm của clip. Đây là cái size, nghĩa là cái chiều cao, chiều rộng, chiều cao của cái clip, là cái hộp này đó. XYZ này đó là vị trí đầu tiên, nó nằm ở đâu. Còn AX, AY, AZ đó, nghĩa là bạn quay bao nhiêu độ lúc ban đầu. Xong rồi đó, tôi sẽ cộng cái clip này vô cái scene và tôi return cái clip lại. Cái clip này bây giờ là một cái đối tượng. Nếu mà tôi chạy, tôi sẽ thấy vậy. Dĩ nhiên là tôi có thể mang nó, làm nó lớn hơn hay nhỏ xuống bằng. Thì tôi để camera. Tôi có thể đổi số này lớn hơn cũng được. Hoặc là tôi để camera gần hơn. Bây giờ tôi có thể cộng thêm nhiều cái clip khác cũng được. Đây tôi để cái clip số 2. Chạy đi coi. Đây, cái clip số 1. Đây là clip số 2. Bạn thấy số 2 thì nó không thay đổi vì lý do tôi chưa nói nó quay. Bây giờ tôi sẽ trở lại làm cho nó quay. Đây clip số 2, chiều cao nó 120, chiều kia thì 100, và đây là vị trí của cái clip số 2, tôi để trên cao hơn chút, và tôi quay độ nó bao nhiêu. Trừ đi.
Bạn thấy không, khi mà chỗ mà nó đụng nhau đó thì đây là 3D nên cái nào mà nó gần gần cái máy chụp hình đó nó sẽ thấy cái đó. Ở đây là tôi để cái chụp hình ở Z bằng 400 thì nó ra vậy. Nếu mà tôi để cái camera nằm chỗ khác đó, thì bạn sẽ thấy khác liền. Việc kế tiếp tôi muốn làm đó là 100 cái hộp. Dĩ nhiên là tôi không có làm mỗi cái vậy được, tôi phải viết cái vòng. Đây, thí dụ tôi muốn 10 cái. Và cái clip tôi làm nó nhỏ thôi, 40. Và đây là vị trí của nó. Để thấy. Hai cái này vẫn quay, cái này thì không có quay. Để tôi làm nó quay. Để tôi đổi cái góc độ này coi. Và dưới đây tôi sẽ làm cái tôi có thể viết ra giống vậy cũng được mỗi cái, nhưng mà nó sẽ lấy lâu. Chẳng hạn như clip tôi đề clip 1 bằng vậy, nhưng mà thí dụ bạn có 100 cái gì nhưng bạn không có viết như vậy. Đây là cái vòng loop để cho quay cái nó. Để đây tôi đổi lại viết cho nó 5 cái thôi nhé. Bốn cái quay, cái này tại sao không quay vậy? À, tại vì cái này quay cộng, cái này quay trừ, để cộng lên cái này quay sẽ quay lại hơn. Đây, đằng này số 1 này nó quay lại hơn. À, việc kế tiếp đó là tôi muốn cộng cái clip này vô cái wire mesh này. Bạn để ý coi, nó cũng di chuyển, nó đi theo về bên tay phải. Đây, tôi sẽ cộng cái clip 3 vô là xếp nó. Đó, cái clip 3 là bạn coi mỗi cạnh nó có màu khác nhau. Đây là mỗi màu khác nhau. Mà đây tôi đề là wireframe true. Nếu không thôi ta sẽ thấy hình đặc luôn. Thì đây tôi muốn chỉ muốn thấy mấy cái dây kẽm thôi. Và tôi nói nó là chia ra 4 phần. Kế tiếp là tôi muốn làm cái clip này cho nó quay và nó di chuyển. Tôi sẽ đi xuống phần này đây. Chuyển rồi. Bây giờ tôi muốn nó đi qua bên tay phải. Đi hơi chậm.
Đi qua bên tay trái. Bây giờ thì nó đi qua bên tay phải. Việc kế tiếp đó thì tôi muốn là cộng vô cái hình bánh xe này nhé. Nó kêu là torus geometry. Đây, tôi cộng vô cái torus geometry. Đây là cái những hình sẽ dán ở ngoài bìa của cái torus khung này. Tôi cộng vô xin, vô nó xin khung cảnh để vẽ. Đây, cái torus tôi chưa làm nó di động. Xếp nó. Rotation, nó không phải là position. Đúng, bắt đầu thì nó quay rồi. Nếu bạn muốn biết thêm về torus geometry đó, bạn hãy vô 3gs.org nhé. Và đây nó có nhiều hình khác nhau. Bạn có thể khám phá. Bây giờ tôi muốn cộng cái bánh này vô. Tôi trở lại script. Đây, tôi cộng cái cylinder vô. Tôi cho nó chiều cao, chiều rộng, chiều sâu và cái hình dán bên bề ngoài, và tôi cộng nó cái vô cái sin. Dưới đây tôi cho nó xếp. Đây, cái hình quay đây. Tôi muốn đổi vài cái số của chiều cylinder coi nó ra sao. Đây tôi làm chiều cao 80 thành 108. Xếp nó. Đây, cũng trở thành cái phím. Tôi đã trình bày xong bài số 4 của WebGL và 3GS. Hẹn gặp các bạn trong video sau.